Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều đọc chào hôm nay, Hồng Sơn sẽ review, giới thiệu cho quý vị một căn nhà số Hồng Diên có diện tích rất là đẹp. Nhà có vị trí gần ngã tư 550, gần với khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 và cũng gần với khu Việt Sinh V-Ship 1, khu công nghiệp Việt Hương. Nhà này giáp danh với thành phố Dĩ An và gần với quân đoàn 4 cũng như là phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức mới, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mặt tiền căn nhà quý vị này. Nhà thiết kế mẫu mới nhất của năm 2024, thiết kế một trệt và 3 tầng lầu. Một căn nhà mặt tiền phố ban công vuông rất là đẹp. Nhà có diện tích chiều ngang 4,5 m, chiều dài 17 m. Tổng diện tích căn nhà này là 76,5 m². Công năng sử dụng căn nhà này gồm sân đậu xe nối liền với phòng khách và phòng bếp. Nhà này có 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau. Nhà có hướng Tây, có lòng đường nhựa phía trước rộng 8-9 m, vỉa hè mỗi bên là 4 m quý vị nhé. Nhà được nằm trong một khu dân cư, cách với chợ chỉ tầm khoảng là 300 m là mình ra tới chợ rồi. Ở đây có vài lốc chung cư ở đây quý vị nhé. Nhà nằm trong một trục đường thông hai đầu, vị trí kinh doanh, buôn bán. Và kế bên đây cũng là một quán cà phê ngay góc, xích ra ngoài là quán ăn, quán nhậu ở đây quý vị nhé. Nhà có địa chỉ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này, hẹn gặp Hồng Sơn ở ngã tư 550, Vimcom 550 để đi xem trực tiếp căn nhà này. Quý vị nhìn lại không gian mặt tiền một lần nữa rồi mình vào trong tham quan chi tiết ở trong. Vỉa hè được chủ nhà chừa khá là rộng ở đây quý vị nhé. Ở đây mình có vỉa hè ở dưới đây là 4 m quý vị này. Nhà có hai lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa quân đức, phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha và chủ nhà có đi dây chờ camera sẵn ở đây quý vị nhé. Đây là dây camera ngay mặt tiền ở ngoài. Một căn nhà số Hồng Diên, mua bán công chứng trong ngày, nhà xây mới 100%, mới hoàn thiện xong. Hồng Sơn tranh thủ quay lên video sớm để cho cô chú anh chị xem được video này, đang có nhu cầu mua nhà tại Thuận An Bình Dương, giáp với Dĩ An Bình Dương và ngay với ngã tư 550 Vimcom 550. Có nhu cầu đi xem, liên hệ với Hồng Sơn theo số 0973 114 255 vào số 0983 155 009 để đi xem trực tiếp căn nhà này. Và đây là khu vực phòng khách. Lầu trên, chủ nhà thiết kế trần chỉ thạch cao kết hợp với quạt trần Panasonic ở trên. Và ở dưới, chủ nhà đã tặng kèm sofa khu vực phòng khách rồi. Nội thất thì có sofa, bàn ăn và các giường, tủ ở trên phòng ngủ đều có hết quý vị nhé. Bên đây là khu vực kệ tivi, chủ nhà đã đi hệ thống cáp net sẵn ở đây rồi. Đây là khu vực sofa quý vị này. Ở giữa mình có cầu thang và trụ cũng như tay vịn được chủ nhà làm gỗ gõ đỏ luôn quý vị nhé. Kết hợp với vách kính cường lực. Và bên đây là khu vực tủ rượu quý vị này. Trong đây là khu vực phòng bếp này. Bếp thì được chủ nhà sắm sẵn một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây rồi. Tủ bếp thì được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới. Ở trên thì mình có quạt trần ở trên. Phía cuối là khu vực giếng trời cũng như là phòng vệ sinh tầng trệt của căn nhà. Tổng nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Căn nhà này đang được chủ nhà gửi bên nhà đất Hồng Sơn chào bán với mức giá 4,7 tỷ vẫn còn bớt. Quý vị có nhu cầu đi xem, liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn để tham khảo trực tiếp và xem pháp lý cũng như đàm phán giá cả trực tiếp với chủ nhà. Và đây là khu vực phòng bếp của căn nhà quý vị nhé. Thiết kế rất là rộng luôn. Nhà có trục đường thông phía trước khá là rộng. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Quý vị đang có nhu cầu cần mua hoặc là cần bán, mua ở, đầu tư hoặc là cho thuê, hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn qua số điện thoại trên màn hình. Hồng Sơn còn rất nhiều sản phẩm mà không quay hết trên video. Quý vị liên hệ với Hồng Sơn và đưa ra nhu cầu mong muốn, Hồng Sơn sẽ gửi cho quý vị xem những sản phẩm mà hiện tại Hồng Sơn đang có quý vị nhé.
Lầu trên này sẽ có hai phòng ngủ hai bên, và hai phòng ngủ thì đều có hai phòng vệ sinh riêng trong phòng cũng như là nội thất cơ bản rồi. Lầu này thì sẽ có cái ban công phía sau đây quý vị này. Đây là ban công phía sau của cái lầu này quý vị nhé. Và phía sau đây là cũng đường thông. Một khu dân cư mới phát triển và đã có sổ hồng riêng rồi quý vị. Bên đây thì có giường này và tủ áo cũng như là hệ thống kệ nhé. Và đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ nhất của căn nhà. Và đây là một cái phòng sinh hoạt chung. Chủ nhà thiết kế một cái phòng nhỏ đây thì mình có thể làm phòng làm việc, phòng học tập cho các cháu ở đây quý vị nhé. Và đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ này thì sẽ có kệ tivi đây và có ban công phía trước. Bên đây thì có giường cũng như là tủ áo đầy đủ này. Một căn nhà có địa chỉ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí căn nhà này nằm gần với ngã tư 550, Vincom 550, kế bên với thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và gần với các khu vực như là Quân đoàn 4, Bệnh viện Quân đoàn 4 cũng như là phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mình di chuyển lên khu vực lầu trên. Lầu trên này sẽ có thêm phòng ngủ thứ ba và phòng ngủ thứ tư cũng như là phòng vệ sinh thứ tư ở trên đây. Đây là phòng ngủ thứ ba quý vị này. Và đây là phòng vệ sinh thứ tư quý vị nhé. Và đây là phòng ngủ thứ tư, khá là rộng rãi đấy quý vị. Tất cả phòng ngủ đã được chủ nhà đi đường chờ máy lạnh hết rồi. Và đây là phòng thờ phía trước, rộng rãi quý vị nhé. Bây giờ mời quý vị lên trên, ta tham quan khu vực sân thượng trước, sân thượng sau. Quý vị có thể xem thêm nhiều sản phẩm ở trên Zalo theo số điện thoại trên màn hình cũng như là trên Facebook, TikTok, Fanpage đều mang từ khóa nhà đất Hồng Sơn bán nhà Bình Dương. Quý vị cứ gõ vào Facebook hoặc TikTok nhà đất Hồng Sơn sẽ ra rất nhiều sản phẩm quý vị nhé. Đây có vài lốc chung cư đây và đằng sau có những con đường thông thoáng đây quý vị này. Nhà nằm trong một khu dân cư an ninh yên tĩnh. Và đây là cái tum ở lầu trên quý vị nhé. Và đây là sân thượng trước của căn nhà. Ở đây mình có sân thượng trước khá là rộng luôn. Mình kê bàn ghế ngồi uống trà, uống cà phê, trồng cây cảnh ở đây quý vị này. Và đây là cái tum của căn nhà. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.